Chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mình chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món chuối chiên viên, một công thức rất là đơn giản, những viên chuối chiên giòn, xốp và đặc biệt rất là thơm ngon. Cách làm đơn giản mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Nếu như các bạn yêu thích món ăn này cũng như là cách của mình chia sẻ các bạn thấy hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ kênh mình. Và cách làm như thế nào mình mời các bạn cùng xem nha. Đầu tiên là mình chuẩn bị 100g bột mì đa dụng, 90g bột gạo mịn, 2 muỗng canh dầu ăn và bên đây mình có bột nở. Bột nở thì mình dùng 1 muỗng cà phê. Và tiếp theo mình chuẩn bị là 40g đường, 30g bột, đây là bột sữa trứng. Nếu không có thì các bạn có thể thay thế bằng bột bắp đều được nha. Và đây là cái hiệu mà mình mua. Còn không thì các bạn có thể dùng bột sư tử đó các bạn. Và mình chuẩn bị thêm là 200ml nước lọc. Và cách pha bột chiên chuối chiên này mình thấy rất là ngon. Đầu tiên thì mình cho 100g bột mì đa dụng vào một cái thau. Tiếp đến là 90g bột gạo. Mình dùng bột gạo mịn nha các bạn. Trộn đều lên và cho vào 1/4 muỗng cà phê muối, 40g đường, 2 muỗng canh dầu ăn và bột nở mình cho vào luôn, giúp cho bánh được nở xốp và giòn. Mình cho vào 30g sữa bột trứng. Rồi cuối cùng mình cho nước lọc vào và trộn đều lên nha. Bột khi trộn thật là đều thì các bạn thấy cái dòng chảy của bột rất là sánh đặc như vậy ha. Rồi lúc này mình tiếp theo chuẩn bị chuối. Chuối ở đây là chuối tiêu hồng nè các bạn. Mình tìm mua ở chợ hoặc là siêu thị đều có. Vì chuối này có cái vị ngọt rất là ngon và có cái màu vàng đẹp. Không có cái vị chua, vị chát. Nên mình rất là thích làm bánh bằng chuối này. Rồi mình sẽ lột chuối ra và gỡ sạch cái chỉ chuối. Một trái chuối như vậy mình cắt làm 3 đến 4 khoanh ha. Tùy theo các bạn làm cái viên chuối chiên lớn hay nhỏ, hoặc là thích ăn chuối ít hay chuối nhiều mà mình có thể cắt chuối lớn hơn. Thì chuối mình sẽ cắt đến đâu mình làm đến đó nha. Nếu mà cắt ra sớm quá chuối sẽ bị đen á. Rồi đợi dầu ăn nóng chảo. Và trước khi cho bột vào chuối mình quậy bột đều lên. Dầu ăn thì mình dùng khoảng nửa lít. Thì mình sẽ lấy những cái viên chuối mình cho vào bột. Đó, rồi mình sẽ lăn đều để cho bột áo vào chuối. Và dầu ăn lúc này nóng thì mình sẽ thả chuối vào mình chiên. Và công thức pha bột chiên giòn này mình thấy rất là tiện lợi luôn các bạn. Mình có thể áp dụng cho tất cả các loại rau củ hoặc là khoai lang chiên mà các bạn muốn chiên giòn. Nói lần lượt mình sẽ cho chuối vào chiên ha. Mình làm bột đừng có quá loãng nha. Mình có thể cho từ từ vì mỗi nơi loại bột cũng khác nhau nữa đó các bạn.
vừa cho chuối vào mình đừng vội chở bề liền ha. Mình đợi một xíu thì mình sẽ đảo đều để cho chuối được vàng đều. Chiên với lửa trên trung bình để cho chuối chiên không có bị rút dầu. Chiên được một lúc thì chuối chiên bắt đầu vàng rồi nè các bạn. Mình sẽ vớt ra một cái vợt và để ráo dầu. Và tiếp tục chiên những miếng chuối chiên còn lại cho đến hết nha. Thì như các bạn thấy mình phải làm bột hay đặc đặc thì bao bọc hết miếng chuối, chuối không có bị bắt bong ra ngoài. Thì đây là một dĩa chuối chiên mình vừa chiên xong rồi các bạn. Vỏ bên ngoài giòn nhẹ và giòn xốp. Chuối này có cái màu vàng nên rất là đẹp và thơm. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Thì với một công thức rất là đơn giản, chuối chiên có vỏ giòn, xốp, ở bên trong thì vị ngọt thanh từ chuối. Và cách làm này mình thấy cũng rất là đơn giản, những miếng chuối chiên nhỏ nhỏ xinh xinh, ăn rất là giòn và ngon. Thì mỗi một công thức, mỗi cách làm sẽ cho mình ra một hương vị bánh khác nhau. Video mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Nếu các bạn yêu thích, mình mời các bạn cùng làm chung. Và để tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ kênh mình, các bạn vui lòng đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những món bánh mới từ kênh mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.